Yên Bái xử lý trên 200 vụ vi phạm trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường Yên Bái đã kiểm tra 384 vụ, phát hiện 214 vụ vi phạm, tổng số tiền vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu đã nộp ngân sách nhà nước là gần 2,4 tỷ đồng. Trị giá hàng buộc tiêu hủy là trên 2,7 tỷ đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở các hành vi vi phạm về giá, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm, vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý Thị trường Yên Bái đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc vi phạm hàng hóa không đảm bảo ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như trong những tháng cuối năm dự báo các đối tượng tìm mọi cách để hợp thức hóa hàng lậu hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ các vi phạm về an toàn thực phẩm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe môi sinh môi trường và ảnh hưởng đến đời sống xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý thị trường trên địa bàn trong thời gian tới được tốt hơn cục quản lý thị trường tỉnh yên bái sẽ tập trung triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2024, kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024, kế hoạch thanh tra chuyên ngành công thương năm 2024, kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Tăng cường công tác thông tin, dự báo tình hình thị trường, theo dõi sát những diễn biến của thị trường để chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho tổ chức cá nhân kinh doanh đúng pháp luật không kinh doanh hàng hóa hàng lậu hàng kém chất lượng xử lý nghiêm trường hợp đã ký cam kết nhưng vẫn vi phạm tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kịp thời những sai sót nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân trong thực thi công vụ